Hello anh em, chào mừng anh em quay lại tiếp tục với game đảo kho báu. Và ok, hôm qua thì mình không có ra video nào hết phải không anh em? Hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm cái vòng quay để mà tặng thẻ game với lại cái ạc 69 gaming 100k mỗi ngày cho anh em sẽ nha. Thì để xem thử anh em nào may mắn thì mời anh em xem cái video này với mình. Rồi ok, để anh em để lâu nữa thì trước tiên thì anh em chúng ta sẽ xem thử hiện tại thì bây giờ cái ạc này cũng đang chuẩn bị ăn full được cái sự kiện là cái mốc hoạt động tiếp tiêu anh em. Cái hoạt động nó cũng sắp kết thúc rồi cho nên là bây giờ mình sẽ sử dụng cho nó full mốc luôn. Bây giờ thì mình sẽ vô và mình sẽ đặt cược anh em, mình sẽ đặt cược đi, mình sẽ đặt cược cho DN Sanji nha anh em, work maximum luôn anh em, work maximum ngọc luôn chứ bây giờ lười quá anh em, lười chọn quá. Đây sự kiện hoạt động tích tiêu nhận rồi, ok xong xíu nữa mình sẽ xem thử là mình sẽ up thêm một mớ lượt chiến để xem thử sẽ lên được bao nhiêu nha anh em. Kaido Kata Loa Sanji, quá được thêm mấy con Sanji nữa nè mà. Ui trời trời, chưa có đủ lên 5 sao, chưa có đủ lên 6 sao nè mà, vẫn còn một thiếu tí xíu nữa, khá là nhiều nè, thiếu còn 9 con nữa nè mà. Thì ở đây nè, chúng ta có thể là up lính lên nè. Cái vòng quay thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi anh em mà. Mình nó kêu anh em là comment trong các video là ngày 1, ngày 2, ngày 3 để mà mình lấy cái danh sách để mà mình tiến hành quay á anh em. Thì ở đây thì mình lấy được như là 190 mấy bạn anh em. 197 bạn ở đây mà, mình đã kiểm tra lại rồi thì nó không có trùng gì hết á. Đó. Có số bạn tạo Aclon khá là giống nhau như bạn có bạn lọc anh em. Nhưng mà không sao hết, không có bị ảnh hưởng gì hết nha anh em. Thì anh em có thời gian thì anh em có thể là tạo bao nhiêu Aclon cũng được, tùy anh em. Đó, cho nên là mình cũng không có thể nào mà cấm được, tại vì nếu mà bạn đó tạo Aclon mà bạn nó không đặt tên khác nhau thì anh em cũng đâu biết là bạn đó là ai đâu anh em. Đó, cho nên là nó cũng không thể nào biết được. Vì vậy mà ok, không sao hết. Thì như đã nói thì trong video này mình sẽ có tặng luôn cả cái thẻ game nha anh em. Và tìm kho báu hạng 1. Ui, mình đâu có đi chết rồi, mình không có là đi, mình mới đi tới cái hạng mới cái được mấy chục tầng thôi anh em à, mình cũng làm biến đi quá cho nên là để lại cho anh em đó đi nha. Còn bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành vô và tiến hành quay thôi. Chắc là mình sẽ quay khoảng cái tầm 30 bạn anh em, 30 bạn xong sau đó mình sẽ đưa vô trong vòng quay này và mình sẽ lấy 30 bạn đó, mình sẽ lựa ra những bạn may mắn vô trong cái vòng tiếp theo nha anh em. Mình sẽ quay làm hai vòng nha. Thì đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ tiến hành quay cái bạn đầu tiên để xem thử ai đây. Wow, trong 197 bạn ở đây mà mình định chỉ tặng hai cái thẻ game thôi, nhưng mà cái số lượng người comment đông như vậy thì mình quyết định sẽ làm tới ba cái anh em. Hiếu Trương Trọng nè, ok bạn đầu tiên được vô trong cái vòng trong nha anh em. Để hôm nào mình rảnh mình sẽ livestream về chơi với lại anh em, tại mấy nay lu bu quá cho nên là mình cũng không có kịp để livestream được anh em. Duyên Nguyễn nè, thì vài bữa mình sắp xếp thời gian ok cái mình sẽ livestream lại nha anh em. Nhiều anh em hỏi mình khi nào livestream lại quá mình cũng chưa biết đó anh em à, để mình cố gắng sắp xếp thời gian thôi. Khởi Vi nè, được 3 bạn nha anh em, mình sẽ lấy 30 bạn nha anh em, 30 bạn may mắn nha. Ai đây wow, bạn Nam Đặng Hoàng anh em à, Nam Đặng Hoàng, ok tiếp luôn. Lâu lâu nó vẫn còn hơi ho ho xíu anh em cho nên là mình chưa có like lại được. Đầu đầu nó ho ăn cái rồi, có khi nó ho nhiều lặt nhiều cái đấy em. TDH nè, quá wow, lâu lắm rồi mới thấy TDH anh em à. Em nó cũng trúng giải cũng rất là nhiều lần rồi anh em à. TDH không thể nào quên được. Xem mình từ lúc mình mới ra kênh tới giờ. Phúc Nguyễn nè, có những Dưỡng Phạm nè anh em, Dưỡng Phạm Long Cà Văn Hoàng Hữu Lê nè. Rồi phút dưới này có những bạn hơi là lạ xíu. Nguyễn Đức Linh, rồi ok chúc mừng bạn Nguyễn Đức Linh nha. Vậy là xíu nữa mình sẽ xem thử là mình sẽ có những gương mặt nào được vô trong cái phòng trong đây. Tiếp theo sẽ là ai đây? SDDS, chắc là Aclon có bạn nào đó anh em à. SDDS nha anh em. Tiếp theo sẽ là ai đây? Ai đây ta? Ôi cái dòng quay nó còn bé xíu xíu cho nên là nhìn vô không biết là ai chứ. Tình nè hả? Tên này cũng hơi quen quen mà cũng hơi lạ lạ xíu anh em à. Tình nè, tình nào, tình một đêm à, từ rồi ôi nhóc từ quy trí vải dưỡng nhân phẩm anh em à, em trai nhân phẩm
Nói chung là dòng quay nào cũng nhắc tên từ vị trí cũng khá là nhiều lần rồi thì phải anh em à. Bạn Tuân nè. Ok, một chữ Tuân thôi nha anh em. Mình thấy như là có rất là nhiều bạn tên Tuân luôn á. Tên Tuân hay là tên Tuấn gì đó anh em. Mình thấy là cũng khá là nhiều. Vậy là bạn Tuân vô Đỗ Thanh Tùng 6B nha anh em, Đỗ Thanh Tùng 6B nha. Một xíu nữa mình quay tặng ạc xong thì mình sẽ quay tặng cạc luôn anh em à. Tặng thẻ game luôn. Hôm bữa trước mình có nói với lại mấy anh em là comment ở trong cái video ta là đạo sĩ sức quan và hướng dẫn chơi trên LD layer anh em, để cái gì mình sẽ làm thêm cái vòng quay ở bên cái video đó nữa. Tại vì mình quay cái vòng quay này trước đi, sau đó mình sẽ quay cái vòng quay bên kia sau. 22 Dương Minh Vũ. Ok. Chúc mừng bạn 22 Dương Minh Vũ. Thường thì có những sự kiện gì đó mình sẽ nói trong các video nha anh em. Vì vậy mà nhiều khi mấy anh em không có xem hết video á thì sẽ không biết được cái event, các cái sự kiện. Thường thường mình sẽ hay nói ở giữa hoặc là cuối cuối, nhiều khi hên xui anh em. Bên nam. Ồ, bạn này chỉ bên mấy cái bạn nam thôi anh em mà chứ không có bên mấy bạn nữ. Chắc là 3D rồi anh em à. Phải không em? Nó chơi cho anh em một xíu thôi chứ nhiều khi được cái tên của anh ta hay sao anh em. Lọc Lê nè. Wow. Các bạn Lọc Lê này nhiều ạc lắm nha. Nếu mình không lầm thì bạn này như là có khá là nhiều ạc phải anh em à. Lọc Lê. Tên gì đây? Hồng Cam à, không, Hồng Mai anh em à. Nó dừng lại trước Hồng Cam với Hồng Mai. Hình như là hai cái ạc này cũng chung một người thì phải anh em. Tại vì thường thường là mình sẽ lấy danh sách này sẽ copy dài từ danh dưới, mà thường thì cái mình không nhớ không làm thì Hồng Cam này rất là nhiều ạc anh em. Rồi Lộc Lê nữa, lại là một bạn Lộc Lê nữa anh em à. Bạn Lộc Lê này có rất là nhiều ạc anh em, chắc cũng khoảng tầm 6-7 ạc gì đó anh em à, như là cũng tầm tầm 5-6-7 ạc rồi đó. Zero Z One, quá lâu lắm rồi mới gặp em đó anh em à, lâu lắm rồi mới gặp em đó. Đây bắt đầu chơi lại cái sự kiện vòng quay thì bắt đầu lại xuất hiện rồi anh em à, mấy anh em cũ này kia rồi xuất hiện lại khá là đông. Hậu Nguyễn, anh em ơi, anh em nhớ đăng ký để mình cố gắng đạt được cái mốc 10.000 người đăng ký càng sớm càng tốt nha anh em. Hiện tại bây giờ là 9.200 mấy rồi anh em à, còn khoảng 700 mấy thôi, cố gắng lên anh em ơi. Bảo Lê, chúc mừng bạn Bảo Lê đã được vô trong cái vòng trong. Anh em đừng lo, nếu mà ở cái vòng quay này không trúng thì anh em cũng đừng buồn, hãy cố gắng xin comment xíu là anh em sẽ có thêm những cái vòng quay tiếp theo. Mình sẽ tạo rất là nhiều các cái vòng quay để cho anh em có cơ hội nhận được thẻ game từ mình, yên tâm nha anh em. Với lại anh em xem video mà thấy có quảng cáo gì đó anh em cố gắng xem quảng cáo ủng hộ mình nha. An Trần nè, để mình có thêm nhiều kinh phí để mình tiếp tục tạo nhiều event cho mấy anh em chơi nha. Tất nhiên là số tiền mình kiếm được từ YouTube là đa số là mình dồn hết vô trong các cái event tặng thẻ cho anh em. Vì vậy mà anh em cứ yên tâm, mình kiếm được nhiều tiền thì mình sẽ tặng nhiều cho anh em. Đó là cách để có thể là chia sẻ với lại anh em thôi. Và tất nhiên là số tiền nó không trả được bao nhiêu, mà đa số mình phải bỏ thêm tiền túi ra để tạo thêm event cho mấy anh em chơi là chính anh em à. Vui là chính, tiền bạc là phụ du thôi anh em à. Con Pikachu mới là vô địch. Ok, để anh xem thử ai đây. Nãy giờ quên Nhân Út anh em à. Quá wow. Nếu mà bạn Nhân Út này mình không lầm thì cũng xem mình khá là lâu rồi đó anh em à. Bạn Nhân Út. Cái tiếp theo sẽ ai đây? Xẹp lép, xẹp lép, xẹp xẹp lép. Ok. Một gương mặt khá là lạ anh em à. Mình ấn tượng với cái tên bạn này, tại vì mình copy tên qua là cái tên khá là cực kỳ, có cái ấn tượng cực kỳ mạnh anh em à. Bạn nào đây? Tuấn Văn. Lại là một bạn có tên Tuấn đó nha anh em. Mình thấy tên Tuấn là chọn Hoàng Tuấn Anh đó nè. Có chữ Tuấn khá là nhiều anh em à. Mình thấy mấy bạn là tên Tuấn hơi bị nhiều á. Ai đây? Đào Văn Hả. Có một nhóc Master Z nữa mà. Không biết là từ đây đấy hai người cuối cùng biết là có vô được em đó hay không đó anh em à. Em nó khá là nhân phẩm đó nha. Bảo Đỗ Trần. Ủa? Bảo Đỗ Trần hình như là mới trúng được cái event xổ số giải khuyến khích thì phải anh em. Các bạn hỏi là tại sao mình ở trong miền Nam mà lại không làm xổ số miền Nam mà lại làm miền Bắc. Tại miền Bắc cái giải 6 nó tới 3 giải anh em à. Cho nên là cái tỷ lệ trúng nó sẽ cao hơn so với cái giải miền Nam, vì vậy mà mình mới quyết định là mình làm cái giải miền Bắc anh em à. Đây. Đây là 30 gương mặt. Xin chia buồn với lại 167 bạn còn lại nha. Nhưng mà đừng buồn, thì sắp tới thì sẽ vẫn còn những cái event cho các bạn chơi đó mà. Vì vậy mà đừng buồn nha. Sẽ còn rất là nhiều các event cho các bạn, vì vậy mà hãy cố gắng comment để có cơ hội tiếp tục tham gia các event nữa. Ô, mình xóa hết rồi sao nó vẫn còn. Rồi, ok. Xong.
để mình xem thử 30 gương mặt anh em ạ, 30 gương mặt lạ có, quen có, mới có, cũ có. Rồi ok, quốc nha anh em, mình sẽ lựa ra 10 bạn nha anh em, 10 bạn nha, 10 bạn, sau đó mình sẽ tiến hành vô trong một cái vòng trong nữa. Mình liệt ở danh sách này đi, 10 bạn nha anh em, vô trong một cái vòng trong và sau đó mình sẽ lấy ra 4 bạn, 3 bạn mình sẽ tặng thẻ game và một bạn mình sẽ tặng cái ạc nha anh em. Lọc lê. Rồi ok, tạo nhiều ạc đúng là một cái lợi thế nè mà. Đây, không nhân phẩm không bằng cơ hội nè mà. Càng có nhiều cơ hội vô trong cái vòng quay thì lại càng có nhiều cơ hội để mà có thể là nhận được thẻ game với lại trúng được cái ạc anh em à. Sắp tới thì mình sẽ như là có một cái ạc để mình xem thử. Có gì mình sẽ làm việc event tặng cho anh em. Có nhóc Ken nó cũng gửi mình cái ạc nữa mà qua nay mình lu bu quá mình quên liên hệ với em á nữa. Wow, từ quy trí. Ok. Ôi lâu lắm rồi mới thấy em nó xuất hiện vô trong cái dòng chung kết anh em à. Dòng chung kết nha. Các bạn bên Nam hình như cũng lâu lắm rồi nè anh em à. Nếu mà mình không lầm, Đào Văn Hả. Đào Văn Hả như là cũng là gương mặt hơi mới mới sau này thì phải anh em. Tại vì TTH không không anh em à. Nó đã chịch qua tới Phúc Nguyễn rồi anh em ơi. Phúc Nguyễn ơi. Nói chung là mấy anh em ở đây đa số mình nhớ hết rồi anh em à. TTH, TTH. Ôi vãi chưởng anh em à. Vậy mà nó cũng nhích qua được bạn Nguyễn Đức Linh. Để chúc mừng bạn Nguyễn Đức Linh nha. Trời ơi, thằng em nó đen vãi chưởng. Nó lướt ngang em nó quỳnh hoài anh em à. Nhân Úc. Ok, chúc mừng bạn Nhân Úc. Xẹp lép kế bên luôn. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành còn hai bạn cuối cùng nha anh em, hai bạn cuối cùng thôi để mình xem thử là ai đây. Hậu Nguyễn hay là Bảo Lê đây? Hậu Nguyễn rồi anh em à, Hậu Nguyễn rồi. Ok. Lâu lâu anh em chúng ta sẽ vô đây chơi event cho nó xả xìa sờ chết một xíu anh em. Wow, nó lại lướt qua TDH nữa anh em à. Nó lại lướt qua thằng em nữa. Rất là tiếc. Chia buồn cùng với em nha TTH ơi. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Ôi trời, cái gì dữ vậy nè. Mình không có copy on được đây mà mình sẽ copy từ từ. Đây. Đó. Rồi ok, mình lia clip ở đây đi. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành tặng là ba cái thẻ game, mỗi cái thẻ là 20k nha anh em. Và cái thẻ này thì anh em muốn chọn thẻ gì cũng được. Thẻ zin, thẻ phanh cạc, thẻ gosu, thẻ gay, thẻ vcon hay là thẻ điện thoại Viettel Mobi rồi Viettel Mobi với lại Vina đó, hoặc là thẻ gì cũng được, miễn là có bán là có mua có tặng anh em à, miễn là ở trên mạng nó có bán là mình sẽ tặng được hết đó. Anh em thích mình chuyển qua Momo cho anh em luôn, chơi cỡ này luôn anh em à. Anh em thích bắn cái số Momo qua mình chuyển tiền qua Momo rồi Zalo Pay, anh em thích chuyển qua chỗ nào mình sẽ chuyển qua đó. Riêng cái chính bay thì mình không có là không có chơi nha anh em. Riêng cái tài khoản chính chính lay mình không có tạo cho nên là mình không có chuyển được. Anh em thích thì mình chỉ có thể là chuyển qua là Zalo Pay với lại ví Momo thôi anh em à. Hai cái này nha. Đó. Rồi ok. Xong, tiến hành nha anh em. Bạn đầu tiên sẽ nhận được 20k thẻ game 20k. Là ai đây? Là ai đây anh em à? ATTS anh em ơi. Wow, cái đợt này cái vòng tròn nó hơi to hơn xíu cho nên là nó quay sao quá. Chúc mừng bạn ADDDS. Còn tiếp theo sẽ là ai đây? Vẫn là cái thẻ 20k nha anh em. Quy trí hay không? Wow, lướt qua đời nhau anh em à. Đào Văn Hả, chúc mừng bạn Đào Văn Hả là cái thẻ game 20k tiếp theo. Sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây? Lại là từ quy trí nữa anh em à. Ôi chúc mừng em trai. Lâu lắm rồi mới lấy được cái thẻ của anh phải không em trai? Nhưng mà như là em cũng lấy được cũng khá là nhiều thẻ thì anh thì gọi thì phải. Ok, chúc mừng em từ quy trí. Quy trí từ, tại ở đây thì anh em nhận đọc thì nó vậy thôi. Nhưng mà như là em nói trong Facebook và tên là từ quy trí thì phải này mà. Ok, và cuối cùng cái bạn may mắn nhận được cái thẻ, nhỏ lộn nhận được cái ạc này. Để mình xem thử. Tất nhiên đăng ký mà không có đăng ký nhận ạc mà không trúng ạc thì vẫn có cơ hội trúng được thẻ game anh em à. Tất cả các video tặng ạc nào của mình đều có thêm tặng thẻ game hết. Vì vậy mà anh em nào không tham gia thì nói chung là cực kỳ tiếc nha anh em. Ok, mình sẽ xem thử bạn nào may mắn cuối cùng nhận được cái thẻ, lộn nhận được cái ạc. Đây, ạc này 69 game pin 100k làm kỷ niệm anh em à. Vô chơi cũng được đó nha. Ở bên cụm server mới. Rồi, bắt đầu thôi.
ai đây 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 ta? Nguyễn Đức Linh anh em ơi, chúc mừng bạn Nguyễn Đức Linh và xin chia buồn với lại bạn Nguyễn. Khá là tiếc, chia buồn cùng với em nha, chia buồn cùng với lại Phúc Nguyễn anh em à, khá là nhỏ. Xin chia buồn cùng với em. Bây giờ mình sẽ copy cái danh sách tên của bốn bạn này ra đây. Chia buồn cùng với lại Hậu Nguyễn, Lộc Lê, Bảo Đô Trần, An Trần, Phúc Nguyễn, Nhân Úc với lại Hậu Nguyễn. Xin chia buồn cùng với lại sáu bạn nha. Thì đừng đừng buồn nha. Sắp tới sẽ còn nhiều event để cho các bạn có thể là gỡ gạc lại được. Và đặc biệt là cái event siêu cấp ở trong cái mốc 10.000 người đăng ký nha anh em. Mình sẽ live stream mà mình sẽ tặng một gọi là số lượng thẻ cực kỳ khủng khiếp luôn quá, cho nên là khoảng có tầm triệu triệu mấy thẻ tiền thẻ này mà, cho nên là anh em đừng có bỏ lỡ qua nha, và cố gắng tiếp tục ủng hộ mình để cố gắng đạt nhanh nhất có thể là lên được 10.000 người đăng ký anh em. Rồi xong, chúc mừng bạn ADDS Đào Văn Hảo lại từ quy trí mỗi bạn là có thẻ game 20k, còn bạn Nguyễn Đức Linh thì may mắn trúng được cái ạc ạc này. Rồi ok, liên hệ với mình để tiến hành nhận ạc nha. Còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ tiến hành lại tiếp tục đập tiếp thôi anh em à, đập đập đồ tiếp thôi. Ở đây thì mình có sẵn được 7 viên đá chuyển hóa rồi, tới đó em múc múc cái bộ trang bị Kaido, múc cái bộ trang bị Kaido vô rồi sau đó tiến hành đập lên luôn đi, giám định này đập nó lên luôn đó, đúc sao cho cái vũ khí thôi, còn mấy cái món kia thì lên được lên 6 sao dừng lại nha em, mấy cái món kia lên 6 sao dừng lại nha, đừng có lên nữa nha. Đá đột phá nè, hiện tại bây giờ còn tới 200 mấy chục k lần rồi, nhưng mà bây giờ không có đủ nguyên liệu để có thể là cường hóa được em, mà hết nguyên liệu cường hóa lên này đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành up tới cái trận pháp xem thử hôm nay mình sẽ lên được bao nhiêu lực chiến nha, lên được bao nhiêu lực chiến nha. Nói chung là cũng được kha khá đồ chơi từ cái chat này anh em ơi, và 7 chữ nó lên đến 184 luôn em, mà 175 175 176, ở đây thì lên 180 thì mới có thể là ăn được cái cấp bảo kích anh em mày, 180 mới có thể là lấy được cái cấp bảo kích. Rồi hết xíu quách luôn em mày, hết rồi, không còn cơ hội để mà lên nữa. Ở đây thì mình cũng đã hết cái hồn tăng sao tướng rồi anh em à, không có hồn tăng sao tướng để có thể là tăng sao cho mấy con này lên được nữa đâu. Đây hết sạch ngọc luôn rồi, cứ mỗi ngày chịu khó đi điên đấu, mong là ngày mai DN Sanji về bờ sẽ đưa cho anh em chúng ta sẽ thêm được 8 mấy k ngọc nữa. Còn lại thì chịu khó đi điên đấu nha anh em, chịu khó đi điên đấu nhá. Ngày mai thì vô đây anh em sẽ nhận được thêm cái phần thưởng tuần nữa, phần thưởng tuần mình nghĩ là chắc cũng được kha khá ngọc, chắc vẫn được có tầm 2.000 ngọc á anh em, cho nên là mời nhớ vô nhận ngọc nha em. Nếu mà em muốn thì có thể là để lại, đừng có đổi mật khẩu, để cái gì anh vô, cái gì anh rảnh anh vô anh up tiếp cho. Còn bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành xem thử là còn cái gì để mà có thể là up được nữa không anh em, không lên được bao nhiêu lượt chiến hết em à. Đây để anh xem thử còn cái gì để mà up nữa hay không đây. Và ở đây thì chắc là có thể lên được trời ơi, up một đống luôn mà lên được có 2 lép mà anh em ơi. Chúng ta sẽ vô đây thử nhân phẩm với lại cái khiêu chiến có tổ đội, mỗi ngày chịu khó đi bó tổ đội chiến nha em, chịu khó đi ba cái này để mà kiếm thêm mấy cái nguyên liệu. Chết rồi, mình hồi nãy mình tiêu ngọc hơi lố nha anh em, tiêu ngọc hơi lố cho nên là bây giờ mình không có ngọc để có thể là x2 cái phần thưởng lên được anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình còn một cái chỗ để có thể lấy ngọc nữa anh em, đợi đi xíu nha. Hình như là cái nhà ngục Impel Down mình chưa có đi full thì phải anh em à, xíu mình sẽ vô mình sẽ đi full luôn xem thử gì đây. Trời ơi, hồn tăng sáu tướng, mất tiếc rất tiếc là hết hết rồi đây, mà hết siêu quách rồi. Đây nhà ngục Impel Down đi luôn, đi cái nhà ngục này anh em sẽ được thêm một mớ trời ơi Begona nữa nè đó, đi đi xong cái này anh em sẽ được thêm một mớ ngọc nha anh em, thêm một mớ ngọc nữa để mình đi đi cho nó full luôn. Chết rồi, trời ơi, chết 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 chết, ôi đúng như các bạn này hên quá, hên nữa bạn này hơi yếu một xíu, lại mình quên không để ý, coi chừng quýnh chung quýnh dính mấy bạn mà có mấy con Begona nha anh em, mấy cái ạc clone đó. Con Begona tất nhiên nó sẽ có thêm những cái danh hiệu xịn sò hơn cái ạc này rất là nhiều, cho nên là nhiều khi là cái lực chiến chỉ có vài b thôi mà anh em quýnh không lại đâu, tại vì cái chỉ số hồi không với lại hồi sĩ khí của mấy cái ạc nó to lắm, với lại con Begona cũng bá đạo lắm.
cho nên là anh em né né là đừng có cướp, với lại cướp anh em cũng không được gì đâu. Cho nên là gặp, nếu mà gặp mấy cái đối tượng có thể cướp bóc, anh em nên bỏ qua đi và anh em đi tới cái đằng sau luôn. Còn những cái con hải tặc mà bắt buộc anh em phải quánh thì anh em cứ quánh đi, nó yếu xìu anh em à, yếu xíu xìu xìu luôn á, cho nên là quánh phát nó chết ngắt hết à. Đây giống như mấy con này anh em à, đây chọi cục xít vô là muốn té đáy trong quần hết luôn anh em. Wow, được một thùng bia nè, cố gắng để dành bia ngọc với lại chiêu mộ linh vàng đó nha anh em. Có bạn hỏi mình là để dành cái mốc 15k là sao, thì những cái sự kiện ít chiêu mộ linh vàng mấy lần sau anh em thì nó sẽ tốn tới 1.500 vé, tăng 1.500 vé tương đương với lại là 15.000 lượt quét anh em, 15.000 lượt chiêu mộ đó, thì đó là nó đó. Anh em phải quét tới 15k thì anh em mới có thể là ăn được full được hết tất cả các mốc. Mà thường thì mấy cái mốc cuối nó mới ngon anh em, mấy cái mốc trước nó cùi bắp lắm, không có gì hết. Vì vậy mà anh em cố gắng để dành nhiều nhiều một xíu, đừng có ăn cái mốc 3-4-5k gì đó anh em, toàn là cái gì đâu không mà anh em à. Phải ăn lên mấy cái mốc cao cao một xíu rồi nó sẽ mới ngon hơn. Trời ơi, gì trời, con 778 ngọc nữa nè. Rồi, dừng lại, tôi mời đi tiếp anh em à, đi sớm với lát nó bị cướp. Đây, ở chỗ này mình có thể là nhận được thêm một mới ngọc đó anh em à. Đây, chịu khó này mơi nha. Đi hết mấy cái này, chịu khó quét cái này là cũng kiếm được hơn cả chục ca ngọc đó anh em à. Nếu mà mơi có thêm một sự kiện shop giảm giá đặc biệt thì chơi cái đó mà múc thôi. Còn bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành đi vô khiêu chiến với tổ đội tiếp, thì với cái con trên này. Đây, mình đang có được khá khá ngọc rồi, có thể là X2 được anh em à, với 80 ngọc thôi anh em có thể là X2 cái vật phẩm lên, mà không phải là cái vật phẩm nào cũng có thể X được nha anh em. Ví dụ như bia thì anh em X lên được nè, 80 ngọc mà anh em lấy được 5 thùng bia thì nó quá ngon rồi anh em à. 300 ngọc anh em X lên phát anh em được tới 600 ngọc lần. Hồn tăng sao tướng SP kỹ năng ở đây thì nó có cái đá cường quá tới 2000 lần. Anh em cứ X lên múc cái đó luôn, ngon luôn anh em à. Rồi xong, xúc con A thôi. Sắp tới thì không còn series gì nữa làm hết trơn anh em ơi. Cũng hơi chán là chắc là sắp tới mình sẽ lại tiếp tục review ạc của mấy anh em gửi thôi. Lại tiếp tục review ạc của mấy anh em gửi để cho mấy anh em lên TV cho vui. Đây, ở đây mình nữa 200 ngọc, mình tiêu 80 thì mình sẽ nhận được 400. Vẫn lời anh em à, vẫn lời. Ở dưới này Google Kodai thì anh em nhận được tới 300 anh em à. 300 anh em X2 lên em được 600 nha. Nó lời thêm 220 nữa anh em ơi. Lời hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Xong, giờ mình ngay mình căng Gokodai easy anh em à. Cố gắng up cho con A lên, thức tỉnh lên được cộng 9 nha anh em. Wow, đá nè, 80 ngọc, nhận được thêm 40 đá ngọc lục sắc nữa. Hôm nay là chủ nhật, có cái sự kiện shop ngọc lục sắc thì phải anh em. Ngọc lục sắc nè. Đây, anh em có thể là mua, trời, mắc quá gì. Ở đây anh em có thể là mua được SP kỹ năng đá nè, nhưng mà không, anh em ưu tiên mua bia hết nha anh em, ưu tiên mua bia. Rồi được thêm một mớ bia anh em à. Đó, ưu tiên anh em mua bia nha, thích bia càng nhiều càng tốt để sau này chơi mấy sự kiện thôi. Rồi ok, thì sắp tới sẽ có sự kiện nào đó thì mình sẽ thông báo lại anh em trên fanpage 69 gaming nha anh em, với lại anh em tham gia group vô để có thể là trao đổi với nhau cho nó sớm. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Anh em nào trúng thẻ trúng ạc thì inbox Facebook cho mình nha. Mình sẽ tiến hành xác minh và sau đó mình sẽ tặng thẻ với lại tặng ạc cho mấy anh em. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.